Xin chào các bạn. Hôm đó này cũng lo chế bà Tăng vlog không à, không có ra một cái sản phẩm mới nào để cho các bạn xem. Hôm nay rảnh rồi, làm mới ra sản phẩm mới bằng nhựa rồi các bạn. Trước tiên thì cho mình nói chuyện ngoài lề chút xíu ha. Cũng có cũng có mấy bạn nói mua là giá cả sao của mình cao hơn của người ta. Thật sự là nếu các bạn mua, các bạn xem đi, đồ của mình á làm là chất lượng lắm, toàn là ống nhựa bình minh không à. Khi mà các bạn mua á, các bạn để ý cho mình những cái mà mình làm, các bạn thấy không, như chiếc xe đạp nè, người ta nè, đầu cổ mặt mũi rồi có đầy đủ, tay chân đồ ngon lành. Còn người ta làm á đơn giản lắm, người ta chỉ cái ống người ta gắn vô, cái người ta đội cái nón lên rồi không có cái đầu, không có cái gì trên, đơn giản lắm. Bạn thấy xe đạp mình làm cầu kỳ không? Một chiếc xe đạp gì làm tới nửa ngày mới xong một chiếc xe đạp với người ta vậy đó các bạn. Thật sự là không có lợi nhiều chứ. Còn mình không hiểu sao mấy bạn ngoài Bắc đó làm sao mà bán rẻ quá, mình làm không có lời luôn á. Thì các bạn nào muốn mua sản phẩm mình thì cứ so sánh những cái mà các bạn mua thử một cái của người ta ở ngoài đó, cái của mình các bạn xem những chi tiết như thế nào nha. Đồ của mình là mình làm mà người ta đồ này kia là chung là chi tiết lắm. Rồi để vào vấn đề nha. Thì hôm nay mình giới thiệu các bạn một cái nguồn nước bằng nhựa để mình quay lại cho các bạn xem rõ ràng ha. Nó hơi trái với gió các bạn. Thì lần này thì mình làm những cái những cái ống đeo á, mình có làm một cái đồ bít cho các bạn, những cái ống ống nhỏ ra cái gì mình cũng làm đồ bít cho các bạn xài lâu luôn nha. Lúc trước á mình làm một cái miếng xốp và mình chấm silicon vô, giờ mình làm cho các bạn một cái đồ bít luôn cho nó xài cho nó vĩnh viễn luôn. Cái này thì cái mẫu này thì mình đặt theo ý khách đặt á, là như vậy đó. Một xe đạp, một câu cá và một giỏ gạo, một cưa củi. Mình sẵn giao cho khách rồi, mình giới thiệu cho các bạn luôn. Thì cái này là mình làm toàn bộ ống nhựa bình minh lắm bạn. Xài nên là những sản phẩm của mình xài chất lượng luôn. Giá thì nó hơi cao hơn những người khác mà các bạn thấy không? Từ cái người ta hay là khi mình đầu cổ tay chân mà làm chi tiết lắm. Thì các bạn thấy mỗi người ta là mình làm tới ý khách là tùy theo bạn muốn màu gì mình sơn màu đấy. Còn nếu mà sơn một màu thì nó dễ các bạn. Bạn chỉ cần gắn vô các bạn sơn cái rồi. Còn này mình phải tháo từ người ta ra rồi sơn cho khách xong mình mới ráp lại. Còn mà nước sơn một màu thì nó dễ rồi, nó tiện, không mất thời gian. Rồi để mình test thử cho các bạn xem ha. Cái này thì rất là nhẹ các bạn, không có nặng đâu. Một cầm một cái nó nhỏ là chạy được. Bạn cho chậm nữa, các bạn bẻ chừng nào nó nước nó vừa đụng tới lá nguồn thôi là nó cho chạy chậm. Cái này nó chạy nhanh dữ lắm các bạn.
coi cho chấm thôi. Cho cá vàng nữa bạn không? Cá vàng nữa. Tại em chờ mặt cái mặt chờ nghịch đó các bạn, nó không có sáng. Bây giờ cái hòn non bộ này mình làm dính rồi mình không biết quay đâu. Sáng lắm. Cái gục gạch đó các bạn, mà nếu mà các bạn muốn cho nó giải nhanh á, dễ lắm. Tại vì một cái ống ra của mình á, mình có làm cái robot á, mình khoan hai cái lỗ nhỏ nhỏ. Nếu các bạn muốn cho nó chảy mạnh chút xíu, các bạn lấy cái đầu bít ra, các bạn lấy cây sắt các bạn hơ một tiếng lỗ bự ra là không chảy mạnh, chảy mạnh nè, không gõ nhanh á. Mình thấy từ từ thôi chứ gõ nhanh quá cũng không đẹp. À, các bạn nào muốn mua sản phẩm á, sản phẩm nào á, số điện thoại mình có để trên góc màn hình véo các bạn. Số điện thoại Zalo mình, các bạn nào muốn mua thì liên hệ số điện thoại Zalo mình bên góc màn hình nha. Ta chân câu cá nè, các bạn có thể được mà làm cho nó hoạt động được nè, chích được á, các bạn bẻ đâu, các bạn bẻ không? Các bạn nào thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Các bạn muốn tương tác với mình á, cứ cho mình một lời bình luận bên dưới, mình sẽ được biết á, biết thì sẽ trả lại được cho các bạn nha. Làm mấy cái này thì nói chung là không nhiều đâu các bạn, chung là rảnh rỗi làm giải trí vậy. Chứ làm một cái gì mà lâu lắm mà bán không lời, còn chơi mắc chơi rẻ nữa. Các bạn nào muốn mua sản phẩm mình cứ so sánh để dù những cái chi tiết của người ta làm như thế nào, của mình làm như thế nào, các bạn so sánh thử nha. Rồi các bạn cứ mua hai cái, các bạn chỉ xài thử để thử coi hai cái nó như thế nào.
chỗ mình chính tay mình làm nên làm kỹ lắm các bạn. Mình cũng có hướng dẫn đó, các bạn nào muốn làm thì vào trang của mình đó, xem mình có hướng dẫn cho nó đó. À, tùy theo các bạn nào muốn xài bình nhựa thì xài, xài bình kem thì xài, mình thấy cái nào cũng bền, tùy theo ý thích mọi người. Các bạn khi nào rảnh rỗi các bạn làm thử một cái chiếc xe đạp như vậy đi, đi ra như mình thử coi các bạn làm bao lâu. Mình làm là đã quen tay mà còn hơn nửa ngày đó các bạn, mới xong một chiếc xe đạp gì đó. À rồi, các bạn nào thấy hay thì nhớ đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nha, nhớ cho mình một like. Để... các bạn nào muốn tương tác với mình cho mình một lời bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn nha. Tại vì ban ngày á, mình các bạn á, thường là mình trả lời cho các bạn là tối các bạn. Từ lúc mình làm tới giờ mình cũng, các bạn nào cứ comment với mình đều trả lời hết, đừng có bỏ bạn nào hết. Hôm qua thì có lại mình làm để tương tác với nhau, có phát triển được. Rồi bây giờ đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.